Rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho mấy em làm cái đề kiểm tra cuối học kỳ 2 năm 2022-2023 đấy, của trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, tỉnh Bình Thuận. À. Rồi, thì ở đây toán 10 nè, thời gian 40 phút, toán này được 2 phần, trắc nghiệm 7 điểm. Rồi, gồm 35 câu và tự luận 3 điểm, gồm 3 câu. Ta đi vào phần trắc nghiệm trước. Đề này cũng năm rồi. Mấy em sướng cái là học được sau 1 năm. Là chương trình mới mà học sau 1 năm được không? Hay là được nhiều đề để giải, còn học ngay cái năm mới là không có đề để giải luôn. Tức là phải lấy sách giáo khoa rồi người ta cũng chế chế lại. Đúng không? Khi sách tham khảo đâu có ra được, chưa có. Rồi, ta dựa vào cái sách giáo khoa người ta biến đổi là chưa có ra gì vậy. Còn qua 1 năm là biết bao nhiêu cái trường nó ra đề. Mỗi trường nó là một bộ óc khác nhau. Vậy thì các bạn thu thập được nhiều bộ óc khác nhau. Nếu một cái đề ra đó là phải một trường đó là ra là một một tổ nó chọn ra người giỏi để ra nên là bao nhiêu cái bộ não ở trên tàu bắc này các bạn thu thập hết là ok. Tôi đi vào câu một này. Trong một thằng OTI phương trình đường đoạn tam ô có cái R quá dễ. Phương trình đường đoạn tam ô có cái R là đó là gì? Lý trừ không bình phương, lý trừ không bình phương mà R bình phương, tức là x bình y bình mà R bình. Rồi mình chọn là mấy con A. Để chọn là A. Được chưa? Câu này dễ. Rồi chúng ta đi vào câu ngay. Trong một phẳng của thì cho đường thẳng delta một cái tên chỉ phương của đường thẳng delta phải là một cái tên chỉ phương. À, ví dụ u cho nên là mình lấy u một u hai là đứng trước t thì đứng trước t là 5 chỉ trừ một, 5 là chỉ trừ một chưa, nhưng mà cố người ta cố tình không cho 5 trừ một, mình đặt dấu trừ ra hay là trừ 5 với 1 hay mình chọn đó hay nó 7 không, nhưng mà cứ chọn đấy là B. Rồi sao hoàn thành được câu nghe. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 3. Cho A là một biến cố liên quan đến phép thử T, khẳng định là T là sai. À, tác xuất lớn một là sai. À, vì tác xuất chỉ chạy từ 0 đến 1 thôi. B chỉ chạy từ 0 đến 1. À, B là BA bằng 0 khi A là biến cố không thể. Ví dụ bây giờ mình gieo con sắt mà để biến cố là xác suất để xuất hiện mặt 7 chấm là không thể, cho nên là a nó không, mình chia n với ra là 6 là không, là b đúng. Rồi b không a hay là ba thì nó cũng như nhau thôi, tại vì b không a là xác suất phủ định của a nó cũng chạy từ một đến không thôi. À. Rồi ba cộng b không a là 1 là đúng, hiểu không? Rồi được chưa, tất cả cái công thức này đều là đúng. Rồi thì chúng ta sẽ chọn đáp án là A sai. Và chúng ta đi vào câu 3. Số nghiệm của phương trình này là vô nghiệm. Tại sao vô nghiệm? Bởi vì cái trừ 5 nó bằng gì? Âm. Ta nhận thấy nè. Ta nhận thấy. Cái căn này là nó lớn bằng không. Đúng không? Căn thì luôn luôn lớn bằng không, còn trừ 5 là bé hơn không, cho nên không thể bằng nhau được, cho nên suy ra cái
cái căn này lớn mà không, cái này bé không, cho nên chỉ được cái căn họ luôn luôn lớn từ nè, cho nên phương trình vô không thể xảy ra như vậy, cho nên phương trình vô nghiệm tức là không có nghiệm, thì mình sẽ chọn nói là B là không nghiệm đúng không? À, chúng ta đi vào câu 5. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến? Có vô số nha. Ví dụ một vectơ pháp tuyến nào đó mình có thể nhân thêm một số hoặc là chia cho một số khác không? Thấy không? Rất là nhiều. À, tức là vô số, chúng ta chọn là B luôn. Được ha. À, tôi đi vào câu 6. Trong mặt phẳng OC cho hai điểm AB, phương trình đường thẳng AB. Phương trình này nó cho dưới dạng chính tắc, à, cho dưới cái dạng đoạn chắc, hiểu không? Đó mình học đường trắng rồi. X chia cho hai y chia b, phương trình đoạn đường thẳng AB theo đoạn chắn. Học mình chỉ rồi ha. Đoạn chắn là x chia cho a là xa nó là 3, y chia cho b bộ phần 1, thì chúng ta chọn này là b. Nhớ lại nha, thứ thiết mình có, mình đã làm này rồi, mình không kéo lại nữa nha, hiểu không? Quên đi, quay lại này, đây là phương trình theo đoạn chắn đây, x chia a cộng y chia b. Đó, a là cộng đó là e không, e là không. Cái phương trình này là phương trình theo đoạn chẵn. À, chúng ta chọn án B ha. Chúng ta sẽ đi vào câu 7. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ công tạo từ 10 điểm phân biệt? Số vectơ khác vectơ công 10 điểm phân biệt, giờ 10 điểm nè, mình chọn ra hai điểm rồi mình sắp vô hai chỗ đúng không? Tại vì sắp một AB thì được vectơ BA thì vectơ, cho nên là mình sẽ dùng chỉnh hợp A 10 chấm 2. Còn nếu làm từ từ là giống như cách hồi nãy, hiểu không? Làm từ từ giống như cách nãy đó. Rồi như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu số 8. Cho n lớn bằng 1 nên là thuộc z và k lớn bằng 1 bé mà n, các biểu này sẽ là sai. Rồi con nào sai? À, công thức c n chấm k mà c chấm n, n chữ k là đúng, này có trong lý thuyết nhé. Mình coi thức tổ hợp lại đây. À, đúng giờ. Rồi câu b, không dư thừa là bằng 1, cái này là quy ước của dư thừa nha. Nè, người ta quy ước không dư thừa là một đây đúng đúng không? A n chấm k bằng n dư thừa chia k n chia k dư thừa, cái này sai, c sai, b n dư thừa là đúng nè, a n chấm k là n dư thừa chia k, nên nó đánh dư, nó đánh qua cái tổ hợp, còn b n là n dư thừa là đúng, nguyên cái cụm này cái là n dư thừa. Rồi thì câu câu C sai. Vì sao? Vì A là chấm K bằng N dư thừa chia N trừ K dư thừa. Rồi thì mình sẽ chọn đáp án là C. Chúng ta đi vào câu 9. Trong mặt phẳng OXY cho đường thẳng delta A bình cộng B bình dương, tức là AB phải khác không? À, không đồng thời bằng không. Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng delta, thì khoảng cách từ điểm O thì mình thay x bằng không, y bằng không như đây, căn bậc hai a bình cùng với bình, thì đấy tuyệt đối, nhưng mà do AB nó bằng không cho nên thay vô nó bằng này. À, chúng ta chỉ chọn đáp án là B, tức là a nhân không cộng b nhân không cộng c thì tuyệt đối, thì bỏ đi không không, hiểu chưa? Chúng ta đi vào câu số 10.
cho mặt phẳng OSI. Phương trình là sau đây là phương trình chính tắc của parabola. Rồi, phương trình chính tắc của parabola. À, mình học về phương trình chính tắc của nó là x y bình nó bằng 2 với x, đúng không? Đó, y bình bằng 2 với x là của A đấy. Yeah. Đây, phương trình chính tắc của parabola. À, y bình bằng 2 với x, phương trình 3 gọi là phương trình chính tắc của parabola. Đó, tức là phương trình chính tắc có dạng nha. Đó, chính tắc của parabola có dạng là y bình 2 với x. Thấy chưa? Đó. Cho nên khi ra A đúng. Chọn A. Ừ. Còn mấy kia không giống, sai. Rồi, chúng ta đi vào câu số 11. Trong mặt phẳng OSI cho đường gần C, phương trình viết tuyến của đường gần C tại điểm M nằm trên trục trung là như thế nào? Phương trình viết tuyến của đường gần C tại điểm M, M nó nằm trên trục trung. Rồi, cái bài này là phương trình viết tuyến của đường gần C tại điểm M, M nó nằm trên trục trung. Giờ mình không cần vẽ hình ra đâu ha. Tức là vẽ hình cũng được đấy nè, vẽ cái hình cho em xem đủ chưa? Ví dụ bây giờ đây đúng không, đây tọa độ OSI đây này. Đấy. Cái đường tròn này có thể cắt hay không cắt được tung không cần quan tâm cũng được. Đây đường đường chơi ha. Đó, phương trình tiếp tuyến tại điểm M, phương trình tiếp tuyến của đường tròn C tại điểm M. À, những cái đường tròn C này chắc chắn phải cắt được tung các bạn. Đây tại điểm M, M này nó nằm trên trục à, ví dụ đây, đây là tiếp tuyến. À, thì chúng ta lấy M, M này thuộc OI và M này thuộc đường tròn giải là M thì có mấy điểm M, 2 điểm M đúng không? Chúng ta biết hai tiếp tuyến, delta 1, delta 2, được chưa? Đấy. Đấy. Nhưng mà ở đây thì có một tiếp tuyến thôi. Ừ. Thì có lẽ là nghiệm kép, tức là cái đường tròn này nó tiếp xúc với cái điểm là trên trục tung, tức là có một cái này, có một ví dụ như vậy. Đấy, cho nên nó mới có một nghiệm thôi. Ừ. Thì đây chúng ta gọi M, đúng không? X N, Y M thuộc trục tung. Đó, tức là thuộc OI ta mắc x rồi x trên m không thì chúng ta chia ra được m đó là không y m và chúng ta lấy cái điểm m này chúng ta cũng phục vô OX là phục vô C à, phục vô C và việc thứ hai là x theo không y theo y m. Và đây là y mà bình trừ 4 y mà cộng 4 cộng không. Ở đây chính là y mà là bằng 2. Đây là mà là không 2. Đó, chỉ có một điểm thôi, cái kép, hiểu không? Chỉ phương trình, tức là đường tròn. Mà cái phương trình tiếp tiến, tại mặt điểm cho đường tròn, chính là trục tung là OI lại không luôn. Chúng ta làm từ từ là như thế này nè. Nè, là cái đường tròn C có tâm. Tâm là cái cần bán kính đường tròn C đó là có dạng này C trừ 2AX trừ 2BY cộng C bằng 0 với A bình cộng B bình trừ C dương bình đồng nhất với nhau. Tức là làm theo từ từ nhé. Trừ 2A nó bằng trừ 2, trừ 2B nó bằng là trừ 4, và C nó bằng là 4.
Rồi chúng ta giải ra. A đây là bằng 1, B là bằng 2, C là A bình cộng B bình trừ C bằng 1 bình cộng 2 bình trừ 4 là bằng 1 dương. Đó. Thì mình đi ra trường đoạn C có tâm. Có tâm Y bằng AB và đi và tiếp xúc thì phương trình tiếp tiến như là phương trình tiếp tiến D của đường tròn C có tâm đi một hai và tại điểm M là không hai là D nhỏ ha. Ta để ít đi á, là 1 trừ ít em không hãy nhập ít trừ ít em hãy chọn y 2 trừ 2 nhập y trừ y không thì đây là chúng ta kia là D chúng ta gọi là ít bằng không thì chúng ta sẽ chọn lại là D làm theo trình tự như thế. Nhưng mà chúng ta nhìn vô cái hình là chúng ta biết cái tiếp tuyến của nó chúng ta trục OI và trục OI của nó là phương trình x bằng không đúng không, cái trục OX nằm ngang này ví dụ nữa cái đường tròn là tiếp xúc kiểu gì đó, thì phương trình đó là OX OX thì bắt y là y bằng không không mấy này phải nhớ và cái đường phân giác chính giữa là y luôn luôn bằng x thấy không, ít ít dương thì dương ít âm thì âm đều cái đường phân giác ở bên này nên là ít dương thì y âm cho nên hai cái này nó đối nha y bằng ít thì bốn cái đường này phải nằm lọt yeah. Tức là ô ít ô y với đường phân giác thứ nhất là màu xanh đường phân giác thứ hai là cái này là đường phân giác thứ hai là màu tím đó. Và phân giác thứ nhất là màu xanh mấy này nằm lòng nhá đó, để mình biết rồi ra vào thành câu số 11. Giờ tôi đi vào câu số 12. Một tổ gồm 12 học sinh, trong đó có bạn Ngọc. Hỏi có bao nhiêu cách chọn bốn em đi trực nhật, trong đó phải có bạn Ngọc. Vì là trong đó phải có bạn Ngọc. Thì buộc là phải chọn bạn Ngọc rồi. À, số cách chọn bạn Ngọc là 1, đúng không? Rồi cho nói gì đã còn lại 11 đứa chọn ra 3 đứa nữa cháu các chọn 3 bạn còn lại trừ Ngọc ra ha là còn 11 mình chọn ra 3 đó. Đó. Vậy số các chọn cần tìm là dụng bị tách nhân nhé liên quan lấy 1 nhân C 11 cộng 3 ông máy ra 11 cộng 3 nhé. Nhân 1 phải lấy nhân đi. Là 165. Cách chọn là đáp án D. Hiểu không? Rồi, chúng ta đi vào câu số 13. Thấy dễ không? Các bạn hãy uống nước nghe nha. Học thì nói chung không khó. Vấn đề là học phải nhớ thôi. Chỉ cần nhớ đam mê là được. Ông An quyết định sơn ngôi nhà 4 tầng mới xây bằng gam màu xanh. Hãng sơn mà ông An chọn có gam màu xanh với 10 màu xanh có mức độ đậm nhạt khác nhau. Rồi hỏi ông An có bao nhiêu cách sơn nhà sao cho hai tầng khác nhau, có màu khác nhau. Là sao? Câu này nói tức là cái nhà không có 4 tầng mà hỏi ông Sơn là hãng sơn này hỏi ông An là có bao nhiêu cách sơn nhà sao cho hai tầng khác nhau, có mặt khác nhau. Tức là bốn tầng này có màu khác nhau hết. Bạn hiểu không? Để có màu khác nhau thì 10 màu này nè, mình phải chọn ra bốn màu.
dùng vô bốn chỗ là mình dùng A đó, chính hợp, hiểu không? Chỉ số các chọn gamma cần tìm là số kết chọn là số kết sơ, số kết sơ cần tìm là dùng chỉnh hợp nha, A 10 cộng 4 đó là 10 màu cộng 4 màu, dùng vô bốn bốn cái tập và dùng chỉnh hợp 10 cộng 4 là 5040. À, chúng ta sẽ chọn nó A dễ ha. Nói chung thì mấy cái này thấy gì dễ chứ không dễ đó nha. Các bạn không hiểu là các bạn làm không được cái dạng đó này đâu. Mấy cái này gì là cái nó dễ chịu hơn là mấy cái bài à, liên quan đến chỉnh hợp của học tháng vị nha. À, học ngoài cũng chưa chắc là hiểu hết. Cái quan trọng là mình phải có căn cơ, mình phải làm cái gì phải chắc cái đó, mình thức thì mình phải làm được. Còn không là gãy liền. Vậy trong rổ có 8 quả ổi, 10 quả xoài. Và có bao nhiêu cái chọn ra một quả trong các quả ấy? Có bao nhiêu cái chọn ra một quả trong các quả ấy? Ờ, dễ quá, gã nào cũng được. Thì số cái chọn dùng tác cộng lên. 8 cộng 10 rồi 18, lâu lâu cũng cho câu dễ gì nữa. Thì ta chọn nó là C. Và ta đi vào con số 15. Trong một phẳng oxy cho đường OT có tâm và tiếp xúc với này có phương trình như vậy, cái đường tròn này tiếp xúc với đường thẳng này thì sao, khoảng cách từ tâm cho đến đường thẳng này nó bằng bán kính tiếp xúc, tức là delta là cái tuyến của nó đó nha. Chúng ta tìm ra bán kính được không, tức là có bán kính này. R sẽ bằng khoảng cách từ y cho đến delta. À, mình thay vô là 4, x y là 0, 3 y là 2, cộng 14, chia căn vectơ phát tuyến A bình với bình, 4 bình, 3 bình, là căn 25 là 5, chia trên tử là 6, 14, 20, chia 5 là 4, thì C, C ha, cái đường tròn C có tâm và bán kính R4 nên có dạng, nên tức là mình x trừ không bình phương cộng y trừ 2 bình phương bằng R bình phương là 16. À, y trừ không là bỏ đi số không, hiểu không? À, chúng ta chọn đáp án là D. Vậy chúng ta sẽ đi vào câu 16. Giờ là cho về x bằng 32 đó đúng không? À, thì nó hỏi là khẳng định là sau đây là đúng. Bây giờ nếu mà mình khai triển hết cái này ra chắc là thôi thua luôn. Bạn hiểu không? Cái chuyện ra là coi như là bó tay. À, vì có cách nào nhân làm rõ đó. Biết cách nào không? Dễ lắm. Còn bạn sẽ chọn x. À, chọn x được chọn số 0. Bởi vì khi bạn chọn số 0 có rất là nhiều đáp án giống nhau. Bạn nên chọn số khác số 0 này. Được chưa? Ví dụ bạn chọn số 2 chẳng hạn. À, chọn x bằng 2 thì bạn suy ra b x hai cái này giờ là b2 32 nhân 2 bằng 5. Tất nhiên là cái này mình phải chuyển ra cũng được, nhưng mà mình phải chuyển ra là hết giờ. À, tất nhiên đầu tiên mình chọn x bằng 0 là bạn loại ra nhiều đáp án, nhưng mình chọn x bằng 0 thì mình suy ra b0 thì tất cả x này bằng 0 đó, thì nó còn lại là trừ 1 đúng không? À, thì mình thấy là nếu xét cái đáp án A, xét A đúng không? Đã có là B0 là nó bằng 0 trừ 1 cũng 5.
nó mà chưa một năm được. B cũng đúng, anh chỉ có C D là loại thôi. Xét là B, đó là B B không, thì nó bằng là 2 × 0 − 1 = 5, là nó bằng -5 − 1, nên là -1 hay -5 đúng. Rồi còn C với D là loại nè, C đó là B không bằng 1 cộng 2, 1 cộng 2 × 0 = 5 là bằng 1 loại. À, còn thích thì khai triển 4 cái là mệt lắm bạn, hết giờ luôn. D là B không đúng không? B không rồi sẽ bằng là 1 − 2 × 0 = 5, là 1 × 5 là 1, D loại luôn. Rồi như vậy ở đây mình sẽ chọn được cái bộ này rồi đúng không, là mình đã loại đi được 2 đáp án. Và mình chọn ít bằng nhiêu, mình sẽ còn 2 này đúng không, chọn ít bằng 1 thì 2 giá trị thì khác nhau đúng không, chọn ít bằng 1 đi ra B1 thế là trừ 50 và 50 mất 32, 42, 42 trừ 41 là ra 1. Thì mình sẽ test A là B1 không có bằng 1 từ 1 đủ 5 rồi không, A loại đó. Test B, B1 2 × 1 được 1 cũng 5 là bằng 1, vậy là C B nhỉ. Thôi chọn B. Cách này là nhanh nhất đó, chứ mấy bạn hay chuyển ra hên xui nha, đúng lần nào rồi thấy đó. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu số 17. Trong khai triển diện tích Newton của A trừ 2B = 5, mỗi số hạng trong khai triển có tổng số mũ của A và B bằng nhiêu? Tổng số mũ của A và B á, tức là n trừ k đúng không, b 1k thì tổng số mũ của nó đó luôn luôn á là bằng 5 à, nhớ nha, tổng số mũ A và B luôn luôn bằng 5, tức là tổng số mũ nè của A cộng B bằng n, của A và B trong khai triển này luôn là n. Nói gì mình chọn án là C. Ta đi vào câu số 18. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đơn một khác nhau? Từ các chữ số này, 3 chữ số khác nhau đúng không? Tức là đây có 5, chọn ra 3 dùng cho 3 chỗ. Tức là số các số tự nhiên cần tìm. Đó, cần tìm là dùng A đúng không? A 5 cộng 3. À, chúng ta bấm máy ra. A 5 cộng 3 là bằng 60 số. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án D. Rồi số 19. Trong hộp có 3 viên bi được đánh số từ 1 đến 3. Không gian mẫu của phép thử ngẫu nhiên cùng lúc 2 viên bi là trong hộp có 3 viên bi được đánh số từ 1 đến 3. Không gian mẫu của phép thử lấy ngẫu nhiên cùng lúc 2 viên bi. Và hộp thì có 3 viên bi từ 1 đến 3. Không gian mẫu thì mình sẽ lấy 2 viên bi đúng không? Thì nó có hỏi kết quả là gì? Kết quả chính là 1, 2 và 1, 3 và 2, 3 thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi, vì omega của mình chính là đó. Còn n omega mới là bằng 3 nhé.
cái này mình hiểu không? N của omega nó bằng 3, omega là nhân bản, omega là cái tập hợp nhiều cái phần tử, còn n là số phần tử của tập hợp, phải phân biệt cho rõ. Rồi chúng ta chọn cái e, ví dụ nữa nó cho n omega là 2/3. Rồi chúng ta đi vào câu 20. Cho A và phủ định của A là hai biến cố đối nhau ăn ngang phủ định trong cùng một phép thử. Biết rằng xác suất của biến cố A là 2/5, khi đó xác suất biến cố ăn ngang thì dễ rồi, thì ta có là BA ngang. Được chưa? Mình sẽ lấy là 1 trừ BA. À, tức là BA ngang là cái gì? 1 trừ BA là 1 trừ cho 2/5 là bằng 3/5. Theo công thức là B ngang là 1. Các bạn hãy lý thuyết. Vậy mình chọn án là C. Tức là xác suất phủ định của A hay là B ngang. Hiểu nè. Chúng ta đi vào câu 21. 21 như thế nào? Phát biểu là sai thì đúng, thì chắc chắn là có ba cái sai. Biến cố có khả năng xảy ra càng thấp thì xác suất của nó gần bằng một. Sai, a sai, và cái gần một trở lại là gần to, xảy ra càng thấp là gần một to, chưa chứ phải gần một. Rồi, b biến cố có khả năng xảy ra cao hơn sẽ có xác suất nhỏ hơn biến cố sắp xảy ra, có khả năng sẽ là thấp hơn. Sai. À, tức là ở đây hiểu không? Là biến cố cao hơn thì xác suất sẽ cao hơn, tức là nhỏ hơn, xác suất nhỏ hơn, đúng không? Mình sửa là xác suất nhỏ hơn, sửa là xác suất cao hơn. À, câu C, biến cố có khả năng xảy ra càng cao thì xác suất của nó gần bằng không là sai, vì gần không sẽ là thành gần một. Rồi. Câu D, xác suất của biến cố chắc chắn là một. D là đúng. Ví dụ như thế nào chắc chắn là bằng một? Ví dụ là gieo một con xúc xắc, đúng không? Tức là tính xác suất để mặt xuất hiện nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì luôn luôn đúng không? Tức là nhỏ hơn hoặc 6 đi. Không, nhân mẫu cũng là 6. Và số khả năng xảy ra nó cũng là 6 luôn. Đó, cho nên xác suất 6 là 1. Ta gọi là chắc chắn. Thế nên thì chúng ta chọn đáp án D. Chỉ có Long Tứ mới quăng ra được cái khác thôi, đúng không? Nó vui vậy nha. Chứ thật ra mình nói rồi. Hộp phấn có 4 viên phấn trắng, 3 viên phấn vàng, lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên phấn từ trên. Xác suất để lấy được 2 viên phấn màu vàng dễ quá. 2 viên phấn màu vàng thì không nhân mẫu là gì? Đúng không? Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên phấn tức là không nhân mẫu. Hai viên phấn thì không nhân mẫu là N, NA, NOMEGA 7 viên, đúng không? À, lấy ra 2 viên thì là dùng C OMEGA đúng không? Là C 7.2 à, tính là 7.2 à. 21. À, mình lấy gọi A là biến cố. Đó, hai viên phấn lấy ra lấy được 2 viên màu vàng. Rồi, thì là số khả năng xảy ra là NA. 2 viên màu vàng, ở đây có mấy viên màu vàng? 3, chọn ra 2, C3 được 2.
Là ba rồi, xác suất xảy ra chưa, xác suất xảy ra là ba bằng n a chia n omega. Từ nào có ngày chủ nhật là quan trọng nhất mà bạn phát cứ nghĩ hoài cái ngày này, vậy là sao mà hiểu được bạn? Ví dụ thầy gửi file qua thì liệu mấy bạn có đọc hay không? Đó, mà đọc có hiểu không? À, gửi video qua là bạn có xem hay không? Đã học trực tiếp còn học là biết, gửi qua video thì làm sao mà xem? Cho nên cũng khổ gì đó, học mình tranh thủ học. Ta còn sợ không có thời gian học này. Tiếp học mà cứ tuần nào cũng thấy cũng có tuần thì nó học 1 giờ dạy, 3 giờ rưỡi nó mới vô, nên nó học được nửa tiếng nó ngủ, còn nó ngủ hay gì tôi cũng không biết. Và trong mặt phẳng OT trên đường tròn C có tâm, nếu bạn biết là thầy cố gắng thầy giảng cho mấy em hiểu không, tìm những đề hay nhất có thể mình học thì mình cũng cố gắng biến hóa để ra đi làm sau này sao được, mình học biến mình thành công với trợ em là biết thành công. Bạn không cần phải thông minh, không cần phải có cái gì đó đặc biệt hơn người, nhưng bạn chỉ cần có sự siêng năng với sự học hỏi từng ngày thì bạn sẽ có ngày bạn cũng sẽ phát triển hơn. Chứ còn thành công lớn sau thì không biết được, nhưng mà chắc chắn bạn sẽ phát triển hơn. Nhưng mà phải luôn luôn học hỏi, luôn luôn không được, chắc chắn là bạn sẽ phát triển hơn so với trước đó từng ngày từng ngày. Còn sự thành công lớn hay nhỏ thì không nói trước được. Cái thứ mà không học, không học là cố gắng học hỏi phấn đấu không bao giờ, cả đời luôn không bao giờ phát triển nổi được. Đã 4 25 thì mình dừng, thì mình sẽ là tâm đi 2 1. D rồi ta đi vào câu 24, cho tập hợp X có 7 phần tử, số tập hợp con của tập hợp X gồm 3 phần tử. Như vậy là ta nó nói gì là hiểu chúng ta, tức là ở đây bao nhiêu tập hợp con đúng không, tức là 7 phần tử mà mình chọn ra 3 phần tử thì mình chỉ được duy nhất một tập hợp con thôi, chứ mình không có sắp vô 3 chỗ được nhiều tập hợp con đâu. Cho nên ở đây là mình dùng tổ hợp. Còn là mình sắp vô 3 chỗ bởi vì cái tập hợp nó không có phân biệt thứ tự, đúng không? Ví dụ bạn ghi ABC, BAC hay là CAB cũng là một duy nhất thôi. Chừng nào vector nó phân biệt thứ tự, hiểu chưa? Vector là thứ tự. Đó. Hiểu ha? Đó. Vậy chúng ta chọn cái D. Câu 25. Trong mặt phẳng OT, đường thẳng delta đi qua điểm A và song song với D có phương trình động quát. Song song với D, nhìn lấy vector chỉ phương của D là vectơ chỉ phương của một delta, nhưng mà song song là hệ số c phải khác à. Rồi sau đó mình dùng điểm A đi qua à. Rồi chúng ta toán là cái đường thẳng d, vectơ phát tuyến của mình d chứ, làm vectơ phát tuyến của còn đường dùng như là đường thẳng delta đi. Bài này nó cho phép mình làm gì cho nó nhanh nha, đường thẳng delta song song
song song với đường thẳng D nên có dạng giống nhau ít đi, đúng không? Nhưng mà chỉ khác nhau C thôi. 2x cộng 6y cộng C bằng không. Với C là phải khác trừ 1. Đúng không? Khác trừ 1 mới được nhỉ. À, còn nếu nó bằng trừ 1 là nó trùng với nhau. Rồi bây giờ mình tiếp C. Phải thay cái ba được. Bởi vì có những cái đề thi chuyên nó cho bị trùng nhau mà mình không loại ra là mình sai. Còn đây là những cái trường không phải là trường chuyên, cho nên nó cũng không bảy lắm. Mấy cái đề chuyên thực thụ nó gà tử tu nó nên. Nhất là đề sinh giỏi nữa cho bạn làm. Thì bạn có thấy này gà ghê gớm. Cảm ơn. Nó chung trình tổng quá. Gọi đường thẳng delta mình giải đâu, mình giỏi lý hóa mình thấy rồi đúng không? Đâu có dễ dàng rồi đúng không? Mà thầy là con người học tính toán, thầy nỗ lực phấn đấu để dạy cho mấy em như thế đó. Mấy em lúc gọi ha, là em biết thầy nỗ lực lắm mới hiểu được, mới dạy được chứ. Chứ còn không gặp mấy bài đó bí chết luôn. Thầy cô dạy chuyên ngành, thầy cô về chuyên ngành bí nên chứ đừng nói chi là thầy mà chuyên ngành thì nói chuyên ngành rồi chứ không phải ai cũng biết hết, kể cả giáo viên thường chuyên luôn, kể cả mấy người thi Olympic luôn. Nhưng cái quan trọng là họ có thật sự là nỗ lực phấn đấu từng ngày không thôi, chứ không phải là ở đó cái thành tích ở đó mà chiếu được cho bây giờ, hiểu không? Nhiều khi ở đó giỏi nhưng mà sau này không chịu tìm tòi học hỏi, cứ nghĩ là mình hiểu hết là sai lầm, kiến thức là vô tận. Còn mấy đứa thi Olympia còn trả lời sai, nghĩ nó giỏi vừa gì, muốn gì với mấy cái người bình thường giống như cái gì. Bạn hiểu đấy không? Mấy đứa thi đường lên đỉnh Olympia bạn biết không? Cái kiến thức nó rộng dữ lắm luôn, rất là thanh nhanh nhẹn, nó trả lời bằng thay lên trên số muốn gì như mấy thầy cô nhầm gì với nó, cho nên các bạn phải hiểu là như vậy. Rồi câu 26 nha, cho tam đức bậc hai biết bằng an tình, biết bằng c nó không, các bạn sẽ giấu là tập nghiệm của bậc phương trình biết phép bằng không, phép biết phép bằng không này. Thì mình sẽ dùng các bạn sẽ giấu của nó đó. Thì bé không là thầy bên đúng không, tức là ít bé là từ ba nó có dấu bằng đúng không, ít bé là từ ba hoặc là ít lớn hơn bằng bên phải này, ít lớn hơn ngang. Bây giờ mình thi ra tập nghiệm là trừ chữ cùng đến trừ ba vuông, hai đến cộng chữ cùng là vuông, thì mình chọn đó là D. Rồi, ta sẽ đi vào câu 27. Trong một phản ứng đi số đo góc giữa hai đường thẳng thì dễ quá rồi, anh quá quen đường thẳng, tức là đi thi từ đâu cần phải ghi ra đâu, từ đến cái số 2, số 4 mà thôi, 3, số 1 đưa ghi nhanh đó. Tức là thầy giải ở đây là do tình dạng em nó lâu, còn thầy đi thi thì là tốc độ. Cái đề này thầy làm tiếp nhé là xong hết, tại vì giải từ từ để cho em hiểu. Cái còn không mà giải nhanh của em không hiểu, của em đâm ra mấy em nè, học mà không hiểu là nản liền. Mình đem số 2 lên không, bây giờ mấy em lên trường em thấy sao, em học lớp em hiểu không? Thầy nói nhiều khi thầy nói không phải là thầy nói tự hào, chứ nhiều khi mình lên trường mình gặp mấy thầy giảng mình chán luôn, mình thấy kỳ kỳ thì sao giải gì đâu, ví dụ thầy vô không thật gì đâu giảng cái gì đâu, mình thấy chán quá trời luôn, mấy cái bài cỡ dễ cứ làm đi làm lại hoài là không có cái gì mới lạ đó, đúng không? Cái đó là nó một phần như chứ ba nha.
Nhưng mà thường là như vậy, tại vì bạn biết tại sao, bởi vì trong trường học sinh nó không có chịu đâu, lười lắm. Còn cái thầy đọc ra là lười mà thầy cô cũng nè dạy cho có luôn, chứ giờ cái kiểu gọi là dạy theo những em sao không được. Rồi viết là năm này tháng độ ba thành thói quen, thấy không? Thói quen là thành bản năng, cứ vô dạy cho có đi về, vô dạy cho có đi về, rồi người ta tháng lãnh lương như thổi. Anh ba là lót tầm bảy đôi một cái đôi hai đúng không? À, nó là có sai đâu, em cứ nghe thì em từ từ em biết nó. À, tôi cũng dạy mấy năm, ba mấy bốn năm trong trường của ông, tôi cũng rất là hiểu. Trời, bạn nghĩ cái lớp mà giỏi thì không nói gì ha. Đưa mình cái lớp mà cá biệt không vô ngồi trong đó, ngồi đó mà giảng đơn có cái sợ. Đúng không? Vô nó là nó nói chuyện, nó trình tự, nó nói lưng nó ra ngồi đó, nghe nó không, mà cũng là chửi nó không mà. Vậy cô thì cũng đâu có dám ra, trên đâu là vi phạm đạo đức nhân giáo. Anh đang riết rồi thôi. Vô tới giờ đi vô tới giờ đi về thôi, dạy dỗ được bao nhiêu vậy, vậy đi đi nó có được cái gì chứ. À, trong quá trình này nói nãy giờ em cũng hiểu cái này đúng không? Rồi à, nó ta dùng đó thì luôn luôn là đúng. Nó bé mình mua dùng tất ha, đây là bị được đói xíu đây rồi có 27. Câu 28. Biểu thức nào dưới đây là tam thức bậc hai? Quá đơn giản đúng không? Tam thức bậc hai quá giản. Fx bằng ax bình cộng bx cộng c với a các không. Rồi để chọn đáp án là D, tất cả các còn lại là không có dạng đó. Ta đi vào câu 29. Trong một phần oxy cho AB, phương trình chính tắc của parabola có tiêu điểm S là trung điểm AB, dễ quá. Đúng không? F là trung điểm AB. Thì ra dùng công thức trung bình cộng, đúng không? Chắc chắn F là bây giờ là B chia 2 chứ không, thì Y chắc chắn nó phải là không, tức là XA cộng XB chia 2 là 1 cộng 5 chia 2 là 3, YF cộng YA YB chia 2 không không chia 2 là 0, thì mình thi là F bằng 3 không. Ở dù thi là B chia 2 là bằng 3, chia ra B là bằng 6, chia ra 2B là bằng 12. Đó, vì phương trình chính tắc của parabola là y bình bằng 2 với x. Vậy phương trình chính tắc đó, của parabola là y bình bằng 2 với x là bằng 12x. Thì mình chọn là mấy cái mình làm A. Ta đi vào câu 30. Bố em học phải vô được trường Bách Khoa, vô được trường trường Y Dược, không nhất thiết là cái ngành lớn nhất, đúng không? Phải vô được cái trường tầm cỡ như vậy đó thì ra có cái giá trị trong cuộc sống. Cứ đi học cứ lo chắc học bạ rồi lo đóng tiền vô học ở trường dân lập rồi ra để có việc làm, mấy em làm gì mấy em hại ba mẹ mấy em không nuôi cho mấy em đã cuối cùng thất nghiệp luôn, nuôi con heo còn bán có tiền luôn, mấy em giết
không có làm được gì, có nhiều khi đâm ra còn nói gì hơi kỳ nhá, thật sự phải suy nghĩ lại nha. Số các số hẹn hay chuyện gì đó thì mình biết nè. A cộng B nữa N, đúng không? Đó. Thì có N một số hẹn thì suy ra A cộng B nữa 5, thì có cái này quen đó là 6. Thì chúng ta chọn anh C. Ta đi vào câu 34. Cố gắng nha, đấu nha, có 2 năm nữa thôi nha. Cảm ơn, cấp 3 là 3 năm nhanh lắm. Tôi cố gắng là tôi dạy mấy bạn để cho mấy bạn tối thiểu là phải vô được cái trường trên 26 điểm. Từ 26 tới 30 nhưng cũng được đó đó, chứ không ở dưới. Đó. Còn dưới con điểm này thì cũng được, cũng ngon rồi. Từ thí dụ từ 24 đến 26 thì vẫn chấp nhận được, trường vẫn được, cũng im đó, nhưng mà dưới 24 là cũng ngon rồi. Còn trên 26 lên thì các bạn tương lai sáng ra là đảm bảo mình sau này mấy em gặp tôi mấy em cũng tìm nhìn giàu quá, thành nghiệp quá, tìm nhìn thầy kiếm bằng cách rồi. Rồi phương trình này nè, nhận giá trị là sau đây là nghiệm thì giờ bình thường em bé của chương trình này. Đó, ta được nè. Được ra ít mình chọn ít chọn thì ngọt và trừ hai bình trừ 17 cộng 16 và chuyển dần về và chuyển tất cả đã dấu cộng 2 bình cộng 13 x trừ 18 bằng con lúc còn lại bình 2 bình là 3 bình x cộng 13 x là 11 x 11 trừ 16 là trừ 5 cộng không được dùng tương đương các chữ quên có 2 lớp 10 đúng không? Ừ, đúng là chưa được dùng rồi hôm nay là có 9 22 3 14 trừ 5 1 phần 3 chỉ trừ 5 x bằng 1 phần 3 hoặc x bằng trừ 5 trong này nó đâu có đáp án 1 phần 3 đâu, hiểu ha? Vậy chúng ta khỏi cần dùng máy tính, chúng ta cũng biết chọn này rồi, như mấy kia đâu giống đó. Thay các thay thử là thay các kết quả trên, thay các giá trị trên vào chu trình ta thấy chỉ có x bằng trừ 5 khoảng này. Rồi chúng ta chọn là C. Ta đi vào câu 32. Trong một phẳng OC cho hai điểm AB, gọi B phẩy là điểm đối xứng của B qua A. Đối xứng của B qua A. Qua đâu thì A đó là trung điểm của B phẩy. Tọa độ B phẩy quá dễ đúng không? Đã có là B phẩy đối xứng với B của A. Đó, thì C ra A là trung điểm của B phẩy. Thì mình dùng công thức trung điểm ta vô mình tìm ra B phẩy đó. Cực kỳ đơn giản nha. X A X B cộng X B phẩy chia 2 Y A Y B Y B phẩy chia 2 và thay vô X A là 1 Y A là 2 X B là bằng trừ 2 Y B là bằng 3 để rồi vậy nên ta giải ra x về phải y về phải x về phải
lấy hai nhân một chuyển qua là hai, chuyển chia hai bằng hai là bốn, và y về phải hai hai là bốn, bốn trừ ba là một, mình chia là về phải là bốn, thì chúng ta được chọn đáp án là D. Rồi, sẽ đi vào câu 33. Trong một phần oxy cho elip độ dày cực lớn hóa dễ đồng nhất với nhau, A bình B bình độ dày cực lớn là A1 A2 B2A, đường nhỏ là B1 B2 B2B, thì bình gia bình A bình là 125, Y bình B bình bằng 9. Cái này không cần tìm B, A bình A sẽ bằng 3, tại vì nó nằm chung thì mình tìm thì thôi, cái này đâu cần tìm B. Bạn hiểu ha? Thì đó là độ dài được lớn. Đó là A1, A2. Đó bằng 2A, bằng 2 x 5 bằng 10. Thì chọn là A. Rồi, sẽ đi vào câu 34. Lan có 5 cái áo khác nhau và 8 cái quần khác nhau. Hỏi Lan có bao nhiêu cách chọn ra một bộ quần áo để mặc đi chơi. Năm cái áo, một bộ quần áo thì một cái quần một cái áo lên, số cái chọn một cái áo là năm, số chọn một cái quần là tám, nhưng mà áo vậy hiểu không? Số cái chọn một bộ quần áo là đúng không? Đó mà làm giúp mình thấy nó giống như nó bảo hòa, tức là mình sẽ làm ở một giai đoạn cũng như gọi là bảo hòa, thì học sinh giỏi mình phải có làm có vấn đề đúng không, mình chưa thấy quen mình sẽ làm năm đề tự nhiên mình sẽ thấy nó bảo hòa, tức là nó cũng dễ là nó không còn khó, tại mình làm đề chuyên cũng vậy, sau này mình làm đề chuyên thấy cũng dễ, thì đến với đại học mình làm mấy cái đề đại học mình làm nhiều cũng thấy cũng dễ thì mình đậu thôi, còn mấy nước mà nó cứ lo lượng cái đề dễ dễ nó phá, nó làm cái đề đó thì nó rớt thôi, chuyện đó là bình thường đó, học thì đừng nên lựa cái dễ thôi. Rồi lấy hai trừ cho trừ hai thành ba, sáu trừ hai là một, a đúng. Rồi tiếp theo b, ab tính độ dài ab, ab là căn 3 bình cộng 4 bình là căn 25 là 5, rồi vậy là b sai, thì mấy kia đúng hết đó nha, rồi chọn B luôn, để sang được không, mấy kia biết dễ rồi. Rồi chúng ta sẽ đi vào phần tự luận, bây giờ cái thật khó đây hiểu chưa, đừng có lựa cái dễ quá mà thua, hiểu chưa, không có thành công được nha. Rồi rồi đi vào câu 36 nha. Một cửa hàng có đang có 30 bông hoa khác nhau, trong đó có 5 bông hoa mẫu đơn, 5 bông hoa mẫu đơn, 10 bông hoa lan, 10 bông hoa hồng. Mấy cái hoa này là biết hết đâu, bán ngoài chợ. Rồi một khách hàng vào cửa tiệm lấy ngẫu nhiên 5 bông hoa, 5 bông nha, tức là 30 bông nó gồm 3 loại đấy ha, tổng là 5, 10, 15. Rồi nó vô nó cần mua 5 bông, rồi yêu cầu gói giúp một bó hoa, rồi tính xác suất sao cho 5 bông hoa lấy ra có đủ 3 loại trên, mẫu đơn lan hồng, số hồng không ít hơn 2, số hồng không ít hơn 2 tức là hồng phải không ít hơn 2 là phải từ 2 trở lên, nếu mà 2 hồng được chưa, thì năm bông đúng không, thì hai mẫu đơn một lan hoặc là một mẫu đơn hai lan, thì chúng ta sẽ có hai trường hợp cộng lại cái sau, không nhân mẫu thì năm bông là 30 bông cộng 5 bông, biết ha, cái này dễ làm giúp nó sẽ quen đúng không, làm giúp dễ thì bạn nghĩ để học sinh giỏi mà mình thấy dễ, còn cái gì nữa đâu mà khó nữa, mà cái cao nhất của nó là mình thấy dễ rồi, là không còn cái gì nữa chứ, nó hết nhiêu đó là maximum của nó, bạn hiểu không, tin bạn hỏi thì thầy cô bạn trường đi
nếu mà làm đề học sinh giỏi thì chỗ của Vĩnh Phúc rồi thì còn có cái gì hơn nữa không, có đề là hơn không, còn không, trừ khi chắc có lẽ là bạn lấy đề của nước ngoài thôi, chứ còn Việt Nam thì ở Vĩnh Phúc là chùm ha, ở Vĩnh Phúc là chùm, đề nó là cao lắm, 1, 4 hay 5, 6 đấy, lý phá vậy rồi biết rồi. Làm kiểu đó là ok rồi, phải là biến bố nhé. Đó là 5 bông 2 lấy ra đủ 3 loại ở trên đó. Thì mình xét cái trường hợp làm chung luôn cho rồi đấy ha, chứ bây giờ xét trường hợp lâu đấy, hiểu không, làm chung luôn tức là bây giờ làm từ từ cũng được, chốt cái chọn 5 bông g gì ít nhất là không số học không ít hơn 2, không ít hơn 2 tức là 2 học. Giờ mẫu đơn đi ha, 2 mẫu đơn, 1 lan 2 học, 5 đơn, 5 mẫu đơn, chọn ra 2, 10 lan, chọn ra 1, 15 học, chọn ra 2, bỏ máy ra 5, chọn 2, hồi bấm luôn cũng được, không thì bấm từ từ, 10 chọn 1 là 10, 15 chọn 2. Rồi 1 không 5 không không, rồi tiếp theo số cách chọn 5 bông hồng gồm 1 mẫu đơn 2 lan 2 học, 1 2, chỉ sửa lại thông tin nữa thôi, ở đây là 1 mẫu đơn sửa lên là 1, đây là 10 chọn 2, 10 chọn 2 và 2 3 6 2 5, 2 3 6 2 5. Rồi chốt cái chọn 5 mẫu hồng được 1 mẫu đơn 1 lan và 3 học, C5 chọn 1, C10 chọn 1, C15 chọn 3, đây 5 chọn 1, 10 chọn 1, rồi 15 chấm 3, 22 7 5 xong, 22 7 5 xong, rồi chia ra số khả năng để ra A là NA bằng 1 0 5 0 2 3 6 5 22 7 5 xong, ở máy ra 1 0 5 0 0 2 3 6 2 5 2 3 6 2 5 cộng 22 7 5 xong, rồi bằng 5 6 8 7 5, 5 6 8 7 5, rồi xác suất xảy ra là bằng NA chia trên N omega 5 6 8 7 5 chia cho 1 4 2 5 0 6, đó 1 4 2 5 0 6 à, bằng 825 bằng 1 5 6 6. Rồi chúng ta hoàn thành được câu 36. Bây giờ ta đi vào câu 37. Mình giải mấy cái đề này mình thích hơn đúng không, bởi vì sao mà biết không, bởi vì đây là những cái đề thi thiệt đó, còn những cái đề mà mình làm trong mấy đề cương mình giải nó hấp dẫn quá, tìm số hạng ký mũ 3 và khai triển. Rồi biết rằng khai triển này nha, số nguyên dương n thỏa mãn điều này, tức là mình phải tính n này được chứ. Rồi số nguyên dương n là n sao thì chúng ta biến đổi cái đó ta giải ra n,
đây cái này thì chúng ta sẽ dùng cái công thức này là phương trình đúng không? Phương trình thì mình có quyền dùng tương đương cũng được hay là số dòng cũng được. N dây thừa theo thức nha, 2 dây thừa N trừ 2 dây thừa cộng 2 N dây thừa chia cho N trừ 2 dây thừa bằng 50. Anh phải làm từ từ đó. Đúng không? Đây là làm từ từ nha. Đúng ra mình đừng dùng tương đương luôn cho nó gọn. Và đừng dùng tương đương luôn cho nó gọn luôn. Rồi, tiếp cái chiêu này. Ở đây n dư thừa chúng ta chữ hai nào lớn không? N dư thừa là có thì mình tách là từ n dư thừa là từ 1 nhân đến n thì nó sẽ có là từ 1 nhân đến n chữ 2. Thì nguyên cái cộng từ 1 nhân đến 2 nhân đến n chữ 2 là n dư thừa. N chữ 2 dư thừa còn lại là n chữ 1 với n tách riêng ra. Còn 2 dư thừa là 1 nhân 2 là 2. Và n chữ 2 dư thừa để lại. Đó và tương tự bên này cũng thế. N dư thừa. Đó là y chang này. Em mình tách ra để khỏi bệnh triệt tiêu nên là trừ hai dư thừa nó là 20. Rồi mình sẽ rút gọn đi được n trừ hai dư thừa chỉ còn là n trừ một, này là hai n rút gọn n trừ hai dư thừa hai n à, chúng ta đơn giản là trừ hai còn lại là hai n với n trừ một là 50. Rồi tới đây chúng ta biết là 1 phần 2 cộng với 2 là 5 phần 2, 5 phần 2 n nhân là trừ 1 là 50. Rồi mình nhân cho qua đó là 50 nhân 2 là 100, 100 chia 5 là 20 đúng không? Rồi n bình trừ n chuyển qua bằng con ta bấm máy ra 1, 9, 2, 2, 1 và trừ 1 và trừ 20 ra 5 với trừ 1 n bằng 5 hoặc là n bằng trừ 1 thì chúng ta hiểu là 5 là nhận còn 4 là loại bởi vì n nó nguyên dương thì n là nguyên dương Rồi chúng ta kết luận chưa chưa nó mới tới đây à, nó kia tìm cho hàng x mũ 3 thì thực thay n bằng 5 và này nè ta được là 1 trừ 2x mũ 5 tức là để lại cho chuẩn đó là 1 cộng trừ 2x mũ 5 rồi 1 cộng trừ 2 mũ 5 mình khai triển cái đó là tìm số hàng x mũ 3 thì những cái bài khó của nó là cũng ở mức độ này thôi chứ không phải cao hơn đúng không? Tại vì nếu mà cao hơn nữa thì phải là học sinh giỏi mình vô là chọn mới cao hơn ở học kỳ là những cái đề như thế này gọi là khó phải ai để hiểu cái này đâu rồi. Kiểu hàng hiệu thức này C5 chấm 2 1 mũ 3 trừ 2 x mũ 2 C5 chấm 3 1 mũ 2 trừ 2 x mũ 3 C5 chấm 4 1 trừ 2 x mũ 4 C5 chấm 5 trừ 2 x mũ 5 rồi C5 chấm 0 là 1 1 mũ 5 là 1 C5 chấm 1 là 5 1 mũ 4 là 1 trừ 2x C5 chấm 2 là 10 1 mũ 3 là 1 trừ 2x mũ 2 là 4 bình C5 chấm 3 là 10 1 mũ 2 là 1 trừ 2x mũ 3 là trừ 8 x mũ 3 C5 chấm 4 là 5 1 trừ 2x mũ 4 là 16 x mũ 4 C5 chấm 5 là 1 trừ hết mũ 5 là trừ 32 x mũ 5 rồi 1 x 1 đó là bằng 1 trừ 10 x cộng 40 x bình trừ 80 x mũ 3 80 x mũ 4 trừ 5 x 32
tại tập chăn nuôi đúng không, tại tập chăn nuôi luôn tiếp ngủ năm năm 2010 năm thì mình suy ra kết luận bài số hạn chín của ba số hạn chứa x mũ 3 là trừ 80 x mũ 3, số hạn là lấy đúng x còn hệ số là chỉ lấy trừ 80 thay nha, nhớ cho kỹ cái đó. Rồi ta đi vào câu cuối cùng của đề này, có nhiều đó lo thấy không, tất nhiên á đề là bao la bạn sàn Google đặc biệt là toán thật một cái nó ra cả trăm đề, nhưng quan trọng là mình làm mình học đề nào, mình làm những cái đề nào và nó chất lượng, nó có thể là phục vụ cho thi cử sau này, thì đó là cái nhiệm vụ là thầy phải lọc ra được à, thầy phải chỉ cho em. Tất nhiên là trắc nghiệm không thì nhiều khi mấy em cũng không biết tại sao nó ra ABCD, có tự luận thì nhiều khi bạn nhìn kiểu trắc nghiệm thì chưa chắc bạn hiểu ha. Đấy. Cho nên cái nhiệm vụ thầy là chỉ làm cho em hiểu rõ tại sao được không, chứ còn tài liệu thì bây giờ ở trên mạng bao la, ra nhà sách thì cũng rất nhiều, nhưng cái vấn đề là phốt chốt là chỉ cho nó cái gì mà để nó có thể làm được mọi thứ thì cái đó phải ai cũng làm được. Ta đi vào câu 38 nè, trên mặt bờ biển có hai trạm phát tín hiệu A và B, phát tín hiệu giống như là gì, giống như đây là trạm Viettel, đây là trạm Mobifone, Vinaphone ha. Rồi cách nhau 20 km tức là AB, người ta xây một cái cảng biển cho tàu neo đậu, đó là một nửa elip có dạng nhận AB làm trục lớn, nửa elip tức là cái cung nhỏ nhỏ ở trên này bờ biển này nằm ngang và có tiêu cự là bằng 16 lại cách mỗi 2 2C 16 chỉ có được C, một con tàu hàng M nhận tín hiệu, đây tàu hàng M nhận tín hiệu đi vào cảng biển sao cho hiệu khoảng cách từ nó đến A và B luôn bằng 16, tức là MA trừ MB bằng 16, tham khảo hình vẽ hiểu ha. Neo đậu tại cảng thì khoảng cách con tàu đến bờ biển là bao nhiêu, tức là bờ biển này khoảng cách vuông góc này nè là bao nhiêu hiểu ha. Đấy rồi kết quả làm tròn hai chữ số học văn rồi, như vậy khoảng cách này là bao nhiêu thì mình sẽ làm như thế nào đây, elip đúng không, rồi MA trừ MB là bằng 16, A mình như thế nào, B như thế nào, thì bây giờ mình sẽ chọn hệ trục tọa độ OC cái này nè. Rồi sao mình biết được đúng không? Các bạn hỏi sao mình biết được nói như thế? Thì cái này sao là nói đi mình hiểu được? Thì đây là chuột về gọi là mình làm nhiều mình biết thôi. Chứ còn bây giờ em hỏi thầy thì thầy cũng không biết nói như thế nào để cho em mình dùng được. Nha. Rồi giờ mình xem nhé. Mình hiểu không? Một con tàu là M nhận tín hiệu đi vào cảng ta cho hiệu khoảng cách giữa MA với MB luôn bằng 16, mình hiểu không, MA mà hiệu MB luôn bằng 16 thì M nó sẽ thuộc cái đường Hy-Vọng-Bon, vì sao thuộc đường Hy-Vọng-Bon, tại sao mà thuộc đường Hy-Vọng-Bon thì MA hiệu MB luôn bằng 16, thì mình phải hiểu cái kiến thức của Hy-Vọng-Bon đây, có nhiều người không hiểu vậy đó, tức là hiểu nè MA hiệu MB nè nó bằng 2A, tức là nó M này nè nếu nó luôn luôn nằm trong một phẳng nó thuộc Hy-Vọng-Bon này thấy không, cái hiệu nó bằng 2A thấy không, tức là mấy bạn không hiểu cái bản chất của cái bài toán này là mấy bạn không làm được, tức là cái elip đó, là nó có hai cái tiêu điểm này nhưng mà A với B này nè là hai cái vị trí đầu elip, nhưng mà đem qua A đây đem qua đây thì nó là F1, hoặc B A2 đem qua đây đó là F2, để cái hiệu M F1 F1 M hay M1 vậy thôi, hiệu mà hai là hai là cố định, mà hai là chính là độ dài
đúng không? 2A bên này á, hai cái độ dài M1 hiệu M2 là M2A, mà 2A bên này thì nó chính là bằng, 2A này nhân nó chính là bằng độ dài trục lớn bên kia. Đó, cho nên nhiều khi mấy bạn không làm cái đề này thì ngồi đó mà nhìn thôi. Nè, mà thấy tại sao nó cho 16 với 16 không? Tại vì nếu không cho 16 với 16 thì cái bài này không có làm được. Đó. Cho nên không hiểu lý thuyết thì đố là làm được cái bài này. Đó. Tức là mình lấy hai cái đỉnh của elip này nè. A1, A2 này mình đưa qua đây là hai cái tiêu điểm của hyperbola. Để làm gì? Để M1 hiệu M2 luôn luôn bằng 16 là bằng A1, A2. Đó là 2A. Đúng không? Nó hay là hay chỗ đó. Mấy bạn nghĩ coi ai nghĩ được mấy đề này, sách giáo khoa làm gì có, trên mạng cũng chưa thấy luôn, cho nên nhiều bộ não khác nhau mình sẽ học được rất nhiều cái hay khác nhau. Vậy bây giờ mình hiểu chưa tại sao nha? Đó nè, chọn hệ trục ở độ oxy như hình vẽ bên dưới ha, trong đó 1 km thì ở đây á, đơn vị là km thì mình chiếu lên đây là ứng với một đơn vị, ứng với một đơn vị giống như hôm qua vậy, hiểu không? Hôm qua là 25 cm là một đơn vị, còn bây giờ mình chọn 1 km là một đơn vị đi, hiểu không? Ủa sao mình biết chọn cái nào? Tại vì cái đề kia nó để lên cái hình đó, là 25, cái này là không có để hình, cho nên mình muốn chọn như mình chọn nha. Đó. Thì cái hình vẽ này mình sẽ đưa nó vô cái dạng elip, hiểu không? À, mình sẽ đưa chúng đây đi để ngồi bước xóa cho nó dễ. Đó. Hệ trục tọa độ OT chọn như thế nào? Chọn chính giữa nè. Và mình phải trang bị lên nó một cái hệ trục tọa độ. Đó, hãy chụp tọa độ thì như thế. À, và M là nó sẽ nằm trên một cái nhánh của hy hy bạc bon ha. Hy bạc bon thì chúng ta sẽ vẽ ra hy bạc bon. Sao vẽ được hy bạc bon thì nó có bán kích thước hy bạc bon thì mình mua thôi chứ sao được, hiểu không? Mua cái thước nó về vẽ, nó vẽ tượng trưng thôi chứ cũng không có chính xác đâu mà. Đó. Hai cái hy vọng nó lấy hai cái đỉnh của nó được chưa, lấy hai cái đỉnh của hy vọng cái hiệu của nó A với B này là hai cái tiêu điểm của hy vọng, và tiêu điểm của hy vọng nó nằm phía trong, thấy không? Cái cột hai nằm phía trong hy vọng, cho nên đây mình đưa nó vô lù vô cái đó, hiểu em? Cái này dễ vậy lắm, mình không hiểu là do mình chưa gặp đúng không, những cái bài này mà em không gặp á, em không gặp đúng không, em chưa bao giờ gặp bài này thì chắc chắn là bỏ rồi, không làm được, vì mình không hiểu cái bản chất của nó là sử dụng cái gì. Đó, thì mình không làm được bài này nha. Rồi nói giờ hiểu không, cho nên tại sao phải giải nhiều đề. Đó, thầy phải lập rất là nhiều đề để cho mấy em thấy được nhiều dạng khác nhau để đi thi, mình gặp dạng nào làm cũng được, hoặc là ít quá thì thua. Như bài này là hay nha, là hay đấy. Rồi chỗ này nè, chỗ cái đỉnh của mình đúng không, A1 AB đây thì chị nè, ở đây nó cho là 20 km cách nhau thì mỗi bên là 10, thì đây là âm cho nên phần bên đây nó là trừ 10. A mình A theo đơn vị là trừ 10. Đó, đây là trừ 10. Còn bên này là 10 là do 20 nó chia đều hai bên. Yeah, đó. Tại cái điểm cái chỗ này đặt đây là điểm Y. Có bạn hỏi ủa sao đặt nó điểm Y để làm gì? Đúng không? Tức là Y là cái điểm mà nó neo đậu. Tức là nó sẽ con tàu chỉ neo đậu trên cái elip thôi, nó không cho đi vô quá sâu. Sâu quá là nó
bị mắc kẹt nhiều gì ha. Đó. Nói chung này làm đi biết em, nó có nhiều thứ lắm. Được chưa? À, một khi em còn hiểu rồi thì em thấy nó dễ ha. Tất cả mọi thứ rất là đơn giản. Đấy. Rồi. À, sẽ đưa cái hình này vô đây. À. Rõ chưa? Rồi. Hồi xưa tôi dạy cũng một sai lầm của thầy xưa là thầy chỉ bác đề phố thôi. Đó là cũng một điều sai lầm sau này mới phát hiện ra là nếu mà chỉ làm đúng những cái đề phố không chương trình em sẽ chúng tạo ví dụ vậy ha thì không hề rồi theo đề bài là có mình thấy đề tỉnh hay không cái câu này mình học hỏi được nhiều từ lắm là MA này hiệu MB tôi tuyệt đối nha. Tại vì cái M này nó có thể dịch qua dịch lại cho nên không biết nào lớn nào nhưng phải đẩy chỉ tuyệt đối mới chuẩn nha. Trên hình thì ma lớn mà B rồi nhưng mà phải đẩy chỉ tuyệt đối. À, điểm A có tọa độ là gì? Trừ 10 không. B có tọa độ là 10 không. À. Kiểu này ha. Đó, đề cho như thế. Rồi. Nên. Nè, nó phải suy ra nè. MA trừ MB nó bằng là 16 bằng 16 16 này là nó bằng khoảng cách giữa AB cho nên mình suy tính AB phải bằng bằng quanh AB mà A trừ MB bằng 2A 2A là nó sẽ bằng là 2A nhỏ lắm mà A nhỏ ở đây à, sẽ đảm bằng F1, F2 đấy. Bằng là F1, F2 à, tức là AB không phải AB mà. Cái này đây nè MA chuyển MB theo như hyperbol đúng không MA F1 hiệu MF2 nó bằng là 2A đấy cho nên 2A này bằng 16 á 16 á là ở đây mình phải hiểu là 2A thì chưa tức là mình suy ra F1 được không nó trùng với A trùng với A nha F2 trùng với B F1 nó sẽ trùng với cái điểm A F2 nó sẽ trùng với B thì mình mới từ đây nè đã có này nha tức là này là đề ra cho 2A đúng không mình sẽ suy ra A là 18 đồng ý không rồi bây giờ ta có nè ta để cái đó đi ha ta có MA M này là bằng 16 và bằng 2A thì mình suy ra F1 trùng với A gấp 2 trùng với B thì mình sẽ suy ra F1 tức là trừ 10 không F2 là 10 không mình suy ra C nó bằng 10 à, C nó bằng 10 tại vì F1 là trừ C0 F2 là C0 rồi bây giờ mình sẽ dùng công thức hay gặp point để tìm ra A để tìm ra B chứ đây B bằng căn C bình trừ A bình cũng chưa đó hay gặp point nè ta có B bằng căn A bình trừ C bình à, anh tỏ C bình trừ A bình rồi
clip mới ngược lại anh, là 10 bình là 100 trừ 8 bình 64 là 8 thành 6. Rồi thì mình suy ra phương trình chính, suy ra m ha, nó sẽ thuộc thi b ha, có dạng là gì nè, x bình chia bình còn y trừ y bình chia b bình còn x bình chia cho 8 bình 64 trừ y bình chia cho b bình 6 bình là 36, đó là bằng 1. Được chưa? Rồi. Vậy chúng ta sẽ suy ra được một cái phương trình đó là xm bình chia 64 trừ ym bình chia 36 bằng 1. Cái này mình sẽ giải ra nghiệm là mình tách riêng ra 1 mình 84 giống như x thì là xm giống như là x, ym giống như là y là đặt nó là số 1. Hiểu không? Rồi cái đó mình sẽ đặt số 2. Số 2 là mình sẽ dùng cái gì? Tức là nó kêu là cái cảng biển đúng không? Trên bờ biển hai trạm AB cách nhau đó, người ta xây cái cảng biển neo đậu thành elip, nhận AB làm trục lớn. Đó. Neo đậu. Có tiêu cự. Đó. Tức là chúng ta phải nói như thế nào? À, tức là cái cảng biển. Đúng không? Hình elip có dạng nè là e x bình chia a bình, a phẩy bình. Thôi bây giờ mình hiểu hai cái này nó khác nhau, a với b này khác nhau nha. Đó, cho nên ở đây mình hiểu là a bình ha, còn y bình chia cho b bình, cái trên là không dính với cái dưới nha. Và đề cho là gì, theo đề bài là theo đề bài đang có đúng không, độ dài trục lớn AB đó nè, là độ dài, độ này để bên trong là độ dài trục lớn AB nó bằng 2A, mà AB là bằng 20, 2A thì A nó bằng 10. Rồi và cái tiêu cự á, tiêu cự của elip đúng chưa? Đấy. Nè, nó cho tiêu cự là 16. Tiêu cự là F1, F2. F1 này khác còn kia nha, F2 này còn kia, để không bạn tránh nhầm lẫn nha. Tức là để cho nó chuẩn á. Để đây bạn sẽ test. Đó là khi B1. Còn ở đây là bạn sẽ xét elip để tránh trường hợp mà hiểu nhầm. Và F1 ở đây á, F2 tiêu cự ha, là bằng 2, 2C đúng không? Rồi F1, F2 là bằng 16, để cho nó bằng 2C, thì C đây là bằng 8. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái công thức để tìm B ha. Mình sẽ có như thế nào? Mình có đó là căn B, đó là căn A bình trừ B bình, C bình. Đó là 10 bình trừ cho 8 bình. 10 bình là 100, 8 bình 64 là 36, là 6. Rồi, vậy mình từ đây mình sẽ suy ra được elip. Suy ra được elip. Hiểu không? Chia cho A bình. Chia cho 10 bình là 100. B bình là 6 bình là 36. Rồi, chúng ta có. Đúng không? 6 bình 36. Và khi cái con tàu mà nó neo đậu elip, tức là lúc này m nó thuộc elip, hiểu không, thì mình thay cái điểm m nó vô đó, khi con m nó thành là chữ y đó. Khi con tàu m neo đậu tức là nó đậu trên cái hình elip thì sao, chính là vị trí y ở lúc này, lúc này tọa độ của y mở mạng cái này là m đúng không. Nên đó là vị trí y, tức là chia ra y nó trùng với m đúng không? Đó, và m sẽ có m thuộc elip, mình sẽ suy ra xm bình chia 100, ym bình chia cho 36 bằng 1.
Thì này tương đương 1 phần 100 x m bình còn 1 phần 36 pi m bình bằng 1, đặt nó là phương trình 2. Giải 1 và 2 ta được là bên toán học thì chúng ta nên ghi từ 1 và 2 ta có thể phương trình đó, mình bấm máy để m m luôn ha. Những cái bài này không cần đáp án phụ đâu, lớp 9 là mình phải đặt và thôi lên lớp 10 nó cho mình dùng bấm máy luôn. 1 phần 36 y m bình phần 1, 1 phần 100 chỉ cho m bình, 1 phần 36 y m bình phần 1. Rồi, tới đây chúng ta sẽ giải ra xm, ym, xm bình chứ. Rồi, vẫn có chia 1, 2, 1 chia 84, trừ 1 chia cho 36, 1, 1 chia cho 100, 1 chia cho 36, 1 ra là 3200 bằng 41 xm bình, 3200 bằng 41 ym bình là 324 bằng 41, 324 bằng 41. Rồi như vậy chúng ta rút ra không? Tức là chúng ta muốn biết được cái khoảng cách nó tới bờ biển bao nhiêu chiếc xuống đây nè, đúng không, chiếc xuống đây nè, thì cái độ cao của nó chính là im đó. Im chính là khoảng cách đó, vậy chúng ta phải suy ra. Rồi ta kết luận đấy ha, vậy khoảng cách từ con tàu M đến bờ biển là, đây kêu làm tròn không, làm tròn hai chữ số con à, tức là trị tuyệt đối, đúng không, trị tuyệt đối cho im mà, được chưa, đúng ra là im thôi chứ không trị tuyệt đối, nhưng mà im nó dương, hiểu không, cho nên là cái im thì trong hình vẽ là nó dương. Căn 324 bằng 41 à, bấm máy cái này ra là căn 324 bằng 41 và hai chữ số văn là 2,811 và 2,81. Rồi ghi luôn nhé. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái đề này đó, bạn thấy hay không? Rồi có bạn nào thắc mắc về cái đề này không? Không đúng không?